chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Châu Đốc. Hôm nay thứ ba ngày 5 tháng 11 năm 2019. Chương trình thời sự hôm nay gồm có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Quỹ ban nhân dân Thành phố Châu Đốc vừa triển khai kế hoạch về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2019 và 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2019. Quỹ ban nhân dân thành phố Châu Đốc ban hành kế hoạch về việc tổ chức tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn thành phố Châu Đốc năm 2019. Khi các cuộc họp hội nghị dắn dần chai nhựa. Phóng sự Hội Liên hiệp Phụ nữ Phụ nữ Sam giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Quỹ ban nhân dân thành phố Châu Đốc vừa triển khai kế hoạch về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2019 và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2019. Mục đích của kế hoạch nhằm thông qua các hoạt động kỷ niệm tuyên truyền sâu động trong cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc và hình ảnh phẩm chất cao đẹp bộ đội cụ hồ, giáo dục nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khẳng định tính đúng đắn trong thực hiện đường lối chiến tranh nhân dân của đảng nhà nước ta, những bài học kinh nghiệm trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang nhân dân. Qua đó, cổ vũ động viên cán bộ đảng viên các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang chăm lo củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày hội quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, kết hợp với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2019. Đồng thời thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự chuyển biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, gắn với thực hiện chỉ thị số 05 CT trên TVK ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Các hoạt động kỷ niệm bao gồm hoạt động tuyên truyền giáo dục, hoạt động thi đua khen thưởng, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, triển lãm, tổ chức lễ kỷ niệm, sơ kết, giao lưu gặp mặt, hoạt động chính sách, dân vận và hoạt động đối ngoại. Kế hoạch đã đề ra phân công tổ chức thực hiện cụ thể đối với các tổ chức đoàn thể, các ban ngành trên địa bàn thành phố. Đồng thời yêu cầu tổ chức tuyên truyền đến cán bộ công chức viên chức, đơn vị về ý nghĩa lịch sử của sự kiện, theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị phối hợp với các đơn vị liên quan để tham gia tổ chức các hoạt động kỷ niệm. Quý ban nhân dân thành phố châu đốc ban hành kế hoạch và việc tổ chức tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn thành phố châu đốc năm 2019. Tháng hành động năm 2019 với chủ đề chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em được triển khai trong thời gian từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12 năm 2019. Đây là điểm nhấn trong công tác bình đẳng giới của năm, tạo nên đợt cao điểm phát động một chiến dịch truyền thông đẩy mạnh các hoạt động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Mục đích của kế hoạch thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan Tổ chức trong việc phòng chống bạo lực xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, vận động toàn xã hội chủ động tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, tăng cường giáo dục kiến thức kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, kiến thức kỹ năng phòng ngừa xâm hại tình dục, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em cho các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em giảm thiểu tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em tăng cường trách nhiệm của các cơ quan tổ chức có liên quan thưa quý vị và các bạn chất thải nhựa túi ni gây nên những mối nguy hại vô cùng lớn đối với môi trường sống của chúng ta Quỹ ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành công văn số 827 về việc đẩy mạnh phong trào chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh An Giang. Đồng thời, phát động phong trào tại các hội nghị, cuộc họp của các cơ quan ban ngành, khuyến khích dùng chai thủy tinh đựng nước uống để thay thế những chai nhựa. Việc thay thế chai nhựa bằng chai thủy tinh nhằm hưởng ứng phát động của Thủ tướng Chính phủ và Quỹ ban nhân dân tỉnh An Giang về việc hạn chế rác thải nhựa. Thành quỹ Châu Đốc cũng có văn bản yêu cầu các cơ quan ban ngành thành phố, các phường xã tổ chức phát động phong trào chống rác thải nhựa. Theo đó, không sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần trong hoạt động của cơ quan đơn vị. Phát động mọi cán bộ công chức viên chức, người lao động hành động và vận động người thân cùng thực hiện nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần. Thời gian gần đây trong các hoạt động, sự kiện, cuộc họp tổ chức tại Thành quỹ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, việc sử dụng đồ nhựa dùng một lần cũng dần được hạn chế và loại bỏ. Qua gần 2 tháng triển khai, phong trào góp phần làm thay đổi nhận thức của các cán bộ công chức viên chức trong việc hạn chế thói quen sử dụng sản phẩm nhựa. Quỹ ban nhân dân thành phố cũng phát động phong trào quy động sự tham gia của cộng đồng dân cư trong việc thu gom, phân loại các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì, túi ni lông, hộp xốp và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định. Khuyến khích mọi người sử dụng các sản phẩm dễ phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường thay thế túi ni lông, hộp xốp, sản phẩm nhựa khó phân hủy sử dụng một lần. Hiện nay, các cơ quan ban ngành đoàn thể trên địa bàn thành phố Châu Đốc trong những cuộc họp hạn chế sử dụng chai đựng nước uống một lần bằng nhựa. Ngoài ra, một số cửa hàng ăn uống siêu thị hạn chế dùng ly nhựa mà chuyển sang dùng ly giấy, ống hút nhựa được thay thế bằng chất liệu bột. Một số người dân bắt đầu dùng túi giải thay thế túi ni lông. Đây là bước tiến của phong trào, góp phần thay đổi nhận thức của người dân về rác thải nhựa, nhất là rác thải nhựa sử dụng một lần. Tiếp theo sẽ được chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác. Câu lạc bộ đơn ca tài tử thành phố Châu Đốc vừa tổ chức đại hội lần thứ 5 nhiệm kỳ 2019-2024. Câu lạc bộ đơn ca tài tử thành phố Châu Đốc có 19 thành viên. Trong nhiệm kỳ qua, câu lạc bộ đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn tích cực góp phần phát triển bộ môn đơn ca tài tử, lan tỏa sâu rộng trong nhân dân trên địa bàn thành phố. Đại hội xác định nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2019-2024 là dẫn động các thành viên đoàn kết tiếp tục tổ chức biểu diễn chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương đất nước, tổ chức giao lưu văn hóa nghệ thuật, ca cổ với các câu lạc bộ trong và ngoài thành phố, chú trọng truyền nghề cho thanh thiếu niên kế nghiệp Đại hội biểu quyết thông qua quy chế hoạt động và bầu ban chủ nhiệm câu lạc bộ đơn ca tài tử nhiệm kỳ 2019-2024 bao gồm 3 thành viên do ông Trần Anh Tuấn làm chủ nhiệm. Ngày 1 tháng 11 năm 2019, đoàn khảo sát Ban Nhân dân Thành ủy Châu Đốc đã có buổi làm việc với Ủy ban Mặt trận phường Châu Phú B về thực hiện công tác vận động quần chúng, thực hiện dân chủ ở cơ sở và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh năm 2019. Tại buổi làm việc, đoàn khảo sát đánh giá cao những hoạt động của Mặt trận phường đã triển khai, thực hiện tốt trong thời gian qua. Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của phường, phối hợp với chính quyền, tập trung chỉ đạo, nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác tiếp dân xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo đã có sự chuyển biến, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tiếp nhận và trả kết quả cho dân theo cơ chế một cửa, công khai thủ tục hành chính, công khai các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán, quyết toán ngân sách hàng năm của phường nhằm đảm bảo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Việc thực hiện công tác dân động quần chúng đã có những chuyển biến tích cực. Từ đầu năm đến nay, cất mới 27 căn nhà đại đoàn kết. Năm 2019, đăng ký thực hiện 27 mô hình dân dân khéo. Phát huy vai trò nồng cốt trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giám sát phản biện xã hội, quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền, trong sạch, vững mạnh. Hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, Ủy ban nhân dân phường Châu Phú B yêu cầu các ban ngành, đoàn thể phường, các doanh nghiệp thực hiện phong trào chống rác thải nhựa, giảm tác hại ảnh hưởng đến môi trường, đời sống con người, khuyến khích cán bộ, công nhân viên chức và người lao động sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường. Hiện tại, tại các hội nghị, cuộc họp của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường không sử dụng chai nhựa một lần để uống nước mà thay thế bằng bình thủy tinh, ly thủy tinh. Qua đó vận động tuyên truyền đến cán bộ công nhân viên chức và người lao động giảm thói quen dùng sản phẩm nhựa một lần nhằm bảo vệ sức khỏe của con người và bảo vệ môi trường sống, bảo vệ hệ sinh thái. Theo ghi nhận, hiện nay đa phần tâm lý người tiêu dùng và các bà nội trợ ưa chuộng mua sắm thực phẩm hàng tiêu dùng tại các cửa hàng tiện ích. Chính vì vậy, mô hình cửa hàng tiện ích siêu thị mini dần lấn át chợ truyền thống. Hiện nay, các cửa hàng tiện ích siêu thị mini phát triển nhanh với các thương hiệu như Bách Hóa Xanh, Vinmart Cộng. Sự phát triển này dần có xu hướng lấn át chợ truyền thống. Tâm lý của người tiêu dùng cũng phần đông ưa chuộng đến đây hơn. Chị Nguyễn Thị Hồng, ngụ phường cho Phú A cho biết, Thị trường bán lẻ trên địa bàn thành phố Châu Đốc ngày càng diễn ra sôi động với sự xuất hiện của rất nhiều thương hiệu bán lẻ, nhiều chuỗi cửa hàng tiện lợi, siêu thị khác nhau. Tôi thích đến mua sắm ở đây hơn chợ truyền thống vì tiện lợi, hàng hóa thì phong phú, phòng máy lạnh mát mẻ, nhân viên phục vụ tận tình, gửi xe miễn phí. Việc xuất hiện ngày càng nhiều chuỗi cửa hàng tiện ích và siêu thị mini cho thấy các đại gia bán lẻ đã nhận thấy được tiềm năng của thị trường hàng tiêu dùng và thói quen ngại phiền phức của người dân thành thị. Bà Lê Thị Mai, ngụ phường cho Phú B chia sẻ, không chỉ riêng tôi mà rất nhiều bà nội trợ hiện nay đều có xu hướng mua sắm tại Vinmart Cộng, Bách Quá Xanh bởi sự thoải mái và tiện lợi. Hệ thống các siêu thị mini, cửa hàng tiện ích này đang được nhiều người ưa chuộng. Theo một số tiểu thương buôn bán ở các chợ truyền thống, khi được hỏi đều có chung một nhận định, doanh thu đã sụp giảm rất lớn từ khi có các cửa hàng tiện ích. Để kích cầu mua sắm, họ phải cắt giảm nhiều mặt hàng vì người tiêu dùng không mua tại chợ nữa. Thay vào đó, khách hàng có xu hướng dần thay đổi thói quen mua sắm tại các cửa hàng tiện ích, siêu thị mini nhiều hơn. Bởi lượng hàng quá thì phong phú, cách trưng bày đẹp mắt, giá cả niêm yết rõ ràng, không gian sạch sẽ và cách phục vụ chu đáo nắm bắt nhu cầu mua sắm hàng hóa của người tiêu dùng đang dần thay đổi theo hướng quan tâm đến chất lượng, rõ nguồn gốc, bảo đảm an toàn thực phẩm và đặc biệt là thuận tiện. Các cửa hàng tiện ích siêu thị mini phát triển nhanh, len lỏi vào từng ngõ ngách khu dân cư. Với thế mạnh này, mô hình cửa hàng tiện ích được đánh giá là một xu hướng văn minh thương mại ngày càng chiếm ưu thế so với việc buôn bán lẻ tại các chợ truyền thống. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh tế thoát nghèo bền vững được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Núi Sam phát động rộng rãi với nhiều hình thức thiết thực hiệu quả. Qua đó thu hút đông đảo chị em tham gia góp phần thực hiện công tác giảm nghèo ở địa phương. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Núi Sam giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Núi Sam xác định là nhiệm vụ xuyên suốt trong quá trình công tác qua đó đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên phụ nữ. Hiện nay, hội liên hiệp phụ nữ phường núi sam có trên 1.730 hội viên sinh hoạt ở 10 chi hội. đa số các hội viên phụ nữ sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp và buôn bán nhỏ. do vậy, hội viên phụ nữ rất cần có sự hỗ trợ về vốn để đầu tư phát triển kinh tế như chăn nuôi, buôn bán. Bên cạnh đó, hội cũng đã xây dựng triển khai các mô hình mới thiết thực phù hợp với tâm tư nguyện vọng của các chị em hội viên, hỗ trợ vốn cho các hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế. Đến nay, hội cũng củng cố thành lập được 4 tổ gồm hùng vốn không tính lãi, 4 tổ ống heo tiết kiệm với 180 thành viên, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững trước đây gia đình bà Trần Thị Máy, ngủ khóm dỉnh Tây, thuộc diện khó khăn được hội phụ nữ phường hỗ trợ dây vốn nhàn rỗi giúp cho gia đình bà có một số vốn kinh doanh buôn bán nhỏ với sự nỗ lực cố gắng đến nay gia đình của bà đã có cuộc sống khá hơn giờ phụ nữ phường núi sam giúp đỡ cho tôi đồng vốn làm mua bán để sống qua ngày đồng thời các chi hội đã vận động hội viên tham gia tiết kiệm vốn dây các hội viên tự nguyện đóng góp quỹ giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế kết hợp với ngân hàng chính sách xã hội thành phố phát dây cho 18 hộ với số tiền trên 400 triệu đồng hội còn phối hợp với các ngành chức năng tổ chức dạy nghề giới thiệu việc làm cho chị em hội viên trong thời gian qua thì hội liên hiệp phụ nữ phường thường xuyên tuyên truyền các chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước của hội đến với từng hội viên phụ nữ nhà bên cạnh đó thì hội cũng giới thiệu cho hội liên hiệp phụ nữ thành phố hỗ trợ phát dây vốn quỹ châu Á cho các chị em hội viên để các chị em có điều kiện buôn bán nhỏ và song song đó thì hội cũng thường xuyên vận động mạnh thường quân hỗ trợ gạo tiền mặt cho các chị em hội viên có hoàn cảnh khó khăn và điểm nổi bật trong năm qua thì hội kết hợp cùng với chi hội khóm thành lập được 25 tổ hùng vốn mua bảo hiểm y tế có là 193 thành viên. Trong thời gian tới thì hội tiếp tục vận động phụ nữ thực hiện phong trào phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc và cuộc vận động 503 sạch do Trung ương hội phát động và tiếp tục duy trì công tác chăm lo cho chị em phụ nữ. Có thể thấy, qua hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Núi Sam đã phát huy tốt vai trò của hội, giúp cho chị em tăng thu nhập, phát triển kinh tế, giảm nghèo, từng bước dương lên làm giàu, khẳng định vai trò vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế xã hội của phường đề ra chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố châu đốc hôm nay xin kết thúc tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại